Chắc vậy, chắc liên quan mình đó. Ớt vậy cơ, hầu đông thì chẳng có khách. Nè mà sao anh chàng nó mà em làm ngủ ngon bình thường, chàng nó cũng dốt gì ấy, là chị mà chị làm rất là chị thấy tội. Biết là mình điên lắm, tự nhiên mình thấy tội tội lắm, tự nhiên mình nhớ họ nhiều hơn. Kiểu đó. Nhưng mà mẹ tôi là họ vẫn điên mà biểu mãi không là mình nấu tiểu. Xin lỗi rồi bác sĩ, nhưng mà nó điên lắm, nó điên. Em đâu có cho giải thích luôn, bữa đó em cúp hát luôn. Không, lấy số khóc điện cũng y như thế đó. Ừ, điện như mẹ không nghe luôn, không thấy số lời em không nghe. Cũng giống tiếng xe đó mà biết sao. Bên đây là đường thấy nguyên một màu đỏ. Một màu cơ. À, bây giờ đéo à. Thật là em gửi như đóng rồi xuống cầm thì thua vô danh vợ thì chàng đủ. Nhìn thôi chị chàng. À mà số của em nó là không có ai. À của em đang lọ nó biết rồi. Đưa đá na vô rồi. Không có cùng đâu được. Mình nghĩ là 11 với 11 như nhau là chắc phải biết phải không? Hồi được trước em mò mít cũng được rồi, cho nên thành ra em chặn được Facebook Zalo với máy. Thấy như đúng một trước á. Thấy như đúng một trước á. Vô hồn, ở vô bánh kem à. Khá hả? Hiền ơi. Nè. Đi đâu hết trơn luôn rồi. Nè.
Ngó thứ ai lần trước đó nè. Ngó thứ ai giao hàng kia lần trước đó em. Thì cầm túi ở bên cùng. Bánh kem á, bánh kem. Bánh kem, ai đặt đó? Xin chào kỳ nha. Bà lên. Ngồi vô sớm nha. Mai. Chắc Hiền. Bỏ tủ lạnh nè. Đủ không? Thấy cái cách xăm đồ với anh cha là biết chứ còn chi. Ừ. Chứ bây giờ có mà đi khoe mình có đâu. Bữa chị nó giảng giảng mượn tiền mua xe rồi đó. Chắc chắn là ấy là dành 40 triệu. Ừ. 20 triệu thôi. Mà nếu như nếu mà mua là chị cũng không mượn. Mà chị có. Ừ. Nhưng nó giỡn thôi. Nó giỡn thôi. Ừ. Cô đó chỉ có lời ra thôi. Chị chỉ có lời ra thôi. Mà mẹ quê với cái tiền đó. Lồn để dành, để dành. Không tiêu á. Có tiền hơn mình á. Mà về, nó về một lúc nó mãi đoàn ở nhà chị đó. Chị thôi, đừng mua con. Bà nói gì? Ừ. Bố mẹ chị bữa nay còn lùm có không? Không. Lâu lâu lục là lùm. Xưa trùm món có luôn. Ngồi trong hóm mà chợ. Bố mà nó tới trưa bữa nó món é đây. Ừ. Tới trưa món cầu rồi chị khác luôn á. Tại vì chiều chị đi hàng. Ừ. Chị ngồi chị khác. Đấy là thấy cầu nhiều quá mà có thấy. Cấp 3 hả? Cấp mậu. À. Lớp nam, lớp xá gì đó. Lớp nam. Cái là tiền bó rồi. Cái lần tháng nhiều quá, cháy trắng trắng chờ lên mặt nước rồi. Ừ. Nén lên á, lẫn cháy, mang có giết có đồ lẫn cháy. Trời ơi. Ủa chứ mẹ chị ra mới không đi à? Ý là mẹ chị tập chị bương chở á. Ý là tập đi ra bón bùng mà chợ chọn dọn. Ừ. Chị của chị hồi trước cũng bón mà. Chị đào á. Ừ. Bón mà ăn hồ có tiếng ở chợ luôn mà. Còn chị là chị bón mà chị muốn ăn gì là chị mua về nhà chị ăn, chị không ngồi chợ ăn. Chị là ngược lại á. Ừ. Trùm ăn hôn. Ừ, như giống bà chị em. Vì họ mà ghé vô họ ăn chè đó kìa, ăn nợ luôn. Bón này nó dọn, nó săn lớn lớn lần lần cái chị biết. Chị bón, chị vô bón rẻ luôn á. Nó bò là bón ngầu, là bón tràn từng đồng á. Ừ. Vậy mấy bò chịu gì quá, chị bón có gió chị về trước. Quýnh nhờ. Ví dụ như có trà 10 ngàn lọ thì chị bón tốt hả? Ừ. Chứ hả? Nhưng mà nhờ chị là cũng mua tại vì biết là đồ xong đồ lồn rồi. Tại vì có đủ thứ đó, chứ không có nhờ như họ là chia một cái lụa khó gì đó thiệt là to. Chị to có nhỏ có thành ra họ không biết. Bên nào với lại xong bên nào cũng chẳng có để mà không lồn có. Ừ. Ừ, cũng lồn mấy cái thành ra chứ. Không có luôn. Họ nói xưa mà bò chích điện á. Mà chích điện là sợ bị công an bét lắm. Ừ. Xe nó hư gì hết, xe nát. Bên đây xe chị? Xe mà scooter như Yên ấy, hồi đó chị mua cho bo chị đó. Mua hồi nó bo 5 triệu đó. Hồi đó chị lộn ở Sài Gòn, chị mua cho ông chiếc. Ông đùa cho mua Accenter đi bây giờ chứ lên. Nấu đời là dò rồi mình đùa Accenter. Thì gì lái xe bo đi, mẹ đi đó. Để không ở ngồi cho ông chị, đừng có mua. Trùm mày quá hả? Ừ, có hai chiếc quay rồi tự đi lồn rồi. Chiếc nó ngon ngon để đi ra đó đi biết không? Đi nhiều lắm. Đi mà mình đi có những chi cũng nha anh cướp. Đủ với thôi. Mặc dù mình mua đó nha. Ờ vô đó đi. Không bình thường. Nhất là chồng có gì vậy. Nha, không bị
biên, chắc cũng lâu lâu mới về. Ừ, lâu lâu về, ở đây núi biết. Ngồi chơi quê ở đâu, ở mấy núi á. Là chỗ chị đây là sơn nên nửa tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ rồi. Trước giờ quen nhau đã quen xa rồi, rồi cưới gì cũng mới xa luôn á. Hôm đó là nó đồn cho chồng chị. Nhôm đó. Cái đồ quen đó đó hả? Không. Cái lần cưới xong rồi chị bóng bóng mì. Nó vi bóng mì cho chị. Còn hát thì đồn gương bên chồng chị. Thôi để nói chung. Nói gì thế là bàn bố. Bố cực quá. Không có lời gì hết thôi. Không cực mới là cực lắm. Mà họ đồ ăn rồi mà quà quê rồi, chứ quê rồi là kỹ mà đồ hủa nữa. Thôi mình thấy không có lời bao nhiêu thôi. Đồ quê bắp chuối à, chị cho nấu chuối cay đồ nè, chuối mình cay xác á. Thôi vì em xiên rổ gốc với chị không phần rổ gốc. Giống em. Bởi vì là điện thoại cũng trả góp, mà xe trả góp, tiền trả góp. Em chẳng có, ừ, có muốn có thôi. Đứt luôn chứ không thôi, không trả góp gì đâu mày thất mày. Chị ở trên hả? Mày xem nó đâu chị? Đi thẳng xuống em. Trả góp, dịp xe chưa nắng ta, nó hư nó bể. Rồi thấy mình cùng tỏa biết đó. Nhiều người là thích giá có tiền nhưng mà vẫn thích trả góp nha. Nhiều người là giá. Mình là mình không ưng trả góp. Nhiều người kêu là để tiền làm ai. Mà chồng chị cũng xin nghĩ cho chị đó. Cái mẹ em á, không được á. Mình nhớ mình có mua không có thằng Sài Gòn cũ. Nó ô xanh lắm, xe của chị á. Mà riêng mỗi lần sửa là tốn tiền thiệt, nói chung là ừ, có hận bi bi vô đó, đẹp lắm. Tha cái bình nhớt hồng, mắt điếc. Nhưng mà cũng không có nhu cầu mà đổ liền. Ý là đi cũng được, không có nhu cầu mà phải gấp bước hay là đua đùa theo nào, không có thâu. Còn ổng thì không có ủng hộ mình, ủng hộ mình như là mình còn có động lực hơn nữa. Ủng hộ để cho mình có động lực, không có thâu kệ tiền mà hơn nước mắt của em thì em cứ hái đi. Ví dụ như chợ không có gì, ví dụ thiếu nhiều ít gì đó thì mượn mẹ, rồi em lồn em cũng gửi là mẹ đó đó. Cũng vô đó thôi, cũng mùa hâu, cũng công sức của em. Cái chị cũng nói thôi mua chiếc nhỏ nhỏ không bị xình đó mà. Chị nó ghế. Cái đôi bị xình nó nhỏ rồi đó, ví dụ như em. Em chở em câu đi nữa. Nhà chị của chị là bị xình rồi. Bởi vì cũng bị xình nó ra đó đi. Rồi bởi vì nó đầu ý hay là nó để xe đó? Để đó cho chiếc nó chồng đây rồi mua cái khóc đó. Cũng bị xình đâu á. Mình ra có bọn nuôi bị xình với chị. Nó để nhà có rồi, cứ không muốn nữa. Bởi vì thôi mua đúng rồi bị xình cho chả đó thấy. Lợi xăng thiệt. Bị xình nó cũng lợi xăng lắm. Đúng rồi. Nhưng mà có con nhỏ rồi đi vi sinh chẳng xíu nào. Gia đình nhỏ. Gia đình đi.